Để vẽ cái hình chiếu cạnh của cái vật thể này thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp đường nghiêng 45 độ. Ở đây thì để vẽ cái đường nghiêng 45 độ trong CAD thì các bạn gọi đánh line. Các bạn lấy một cái vị trí cái mốc, thường đây thì lấy ở cái vị trí góc của cái hình chiếu đứng này để ta vẽ đường nghiêng 45 độ. Các bạn kích điểm đầu tiên vào cái góc này. Các bạn nhập dấu nhỏ hơn. Các bạn gõ trừ 45 độ vào. Đây là cái tọa độ cực. Thì khi các bạn nhập trừ 45 độ, một phần các bạn ấn cách. Trước đó các bạn phải tắt chế độ Auto đi đã nhé. Tắt cái chế độ vẽ Auto đi. Nhập lại này. L cách. Chuột trái vào điểm này. Nhập dấu nhỏ hơn. Trừ 4 nha. Thì lúc này các bạn sẽ có cái đường line của bạn nó sẽ khóa cứng ở cái góc âm 45 độ so với đường nằm ngang. Và các bạn kéo dài con chuột này ra, kéo con chuột này ra phía trên này. Các bạn kích một điểm, xác định một cái điểm bất kỳ để xác định cái đường 45 độ của bạn. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành là vẽ cái đường cái hình chiếu cạnh bằng cách chúng ta thể hiện cái quan hệ gióng, gọi lệnh ray, vẽ quan hệ gióng ngang đã, bật F8 lên. Đấy, vẽ các cái tia gióng ở đây. Đấy là hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh thì có cùng quan hệ gióng ngang. Còn hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh có cùng quan hệ gióng, cùng cái chiều sâu thì nó sẽ thông qua cái đường 45 độ này để vẽ. Đấy, thì copy cái lệnh cái tia này xuống đây. Thì những cái chỗ này là những cái chỗ có quan hệ gióng. Và từ đây giống thẳng đứng lên. Thì cái hình chiếu cạnh chúng ta sẽ tô dựa trên cái lưới ô này. Nếu như các bạn chưa tưởng tượng được cái hình chiếu trục đo, cái hình chiếu cạnh như thế nào, các bạn nên vẽ cái hình chiếu trục đo này ra để tô. Đấy, thì ở đây thì chúng ta cũng vẽ cái hình chiếu cạnh này như là những cái video chúng ta đã từng làm. Tức là việc đầu tiên đó là chúng ta vẽ cái đường bao của cái hình chữ nhật này ôm toàn bộ này. Hình chiếu cạnh của cái hình chữ nhật ôm toàn bộ vật thể. Khi mà chưa đục đẽo thì nó sẽ có đầy đủ như thế này. Đấy, sau đó chúng ta đục dần các cái phần bao thấy trước, xong đục cái phần bao khuất sau. Thì ở đây cái phần đường bao thấy của chúng ta, các bạn sẽ thấy là trước tiên là người ta sau khi vẽ đầy đủ, người ta sẽ đục xuyên một cái rãnh ở bên trên. Cái rãnh này thì kích thước của nó đây nó sẽ bằng đoạn này. Trên đây là kích thước, đây là các bạn sẽ thấy nó bằng, đây là bằng 20. Thì cái đường gióng của cái phần cái rãnh đục đấy thì các bạn cũng không cần nhất thiết biết kích thước, các bạn sẽ nhìn ở bên dưới hình chiếu bằng này, nó là hai đường gióng này, và khi gióng ngược lên này nó sẽ là đoạn này và đoạn này. Còn cái chiều cao của nó thì chính là cái đường gióng này. Như vậy thì cái rãnh của các bạn cần đục đi nó sẽ nằm ở trong cái phạm vi này, tức là cái màu này của các bạn đục xuyên từ trái qua phải, đục xuyên suốt, cho nên cái màu này là sẽ bị mất đi. Thì lúc này các bạn gọi lệnh line, vẽ cái phần rãnh đấy, những ba cái rãnh đấy. Thì cái chỗ này của các bạn, cái phần đường, cái đường biên ở bên trên này của cái hộp chữ nhật này, chỗ này nó sẽ bị mất đi. Các bạn gọi lệnh xén TR, chọn hai cái biên này là biên xén, sau đó xác nhận và chọn phần giữa là phần cần xén. Đấy, thì chúng ta đục cái rãnh bên trên này đi.
Tiếp tục thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái phần vát cái miếng hình nêm này này. Người ta vát hai cái miếng hình nêm này này. Đấy, cái hình chiếu đứng của nó đây. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta đục đây thì cái phần đường dòng trên hình chiếu cạnh đây tương ứng chuyển qua đường 45 độ là hai đường này. Đấy là hai đường này. Và cái miếng hình nêm đấy thì cái phần G đáy của nó đây này. Đấy, như vậy các bạn sẽ cần phải tô cái phần này. Thì đây này. Đấy, các bạn hình dung này này. Đây các bạn sẽ có một cái phần chữ U này, đúng không? Kết hợp với cả cái phần rãnh đã đục bên trước. Và ngoài ra thì chỗ này khi đục người ta cũng để lại cái G ở đây này. G này. Chạy xuyên suốt từ đây sang đây luôn. Thì người ta gọi là line. Đây này, đục xong nó sẽ xuyên cái G này. Và có hai cái nét này. Và nét này. Đây, nó hình thành cái hình chữ U đoạn giữa này. Đấy. Bạn hình dung này. Chữ U này. Đây là cái phần đường báo thấy. Cuối cùng, ở bên dưới chúng ta thấy có một cái đường hầm, cái rãnh đục xuyên ở bên dưới hình chiếu bằng đây. Cần chiều cao của nó trên hình chiếu đứng đây. Đấy. Chạy đây này. Bề rộng của cái đường hầm, cái rãnh đây chính là bằng cái này. Khoảng cách cả hai đường sinh này, hai cái đường dòng này này, đây, đây, như vậy là cái đường hầm này các bạn sẽ tô từ đây sang đây, xuống đây, đấy, và vì chúng ta đục xuyên suốt qua từ trái sang phải, cho nên rằng là cái phần cạnh đáy này chúng ta phải xén đi. Xén đoạn này đi. Đấy. Các bạn nhìn thấy là cái đoạn từ đây đến đây là mất đi. Như vậy là chúng ta vẽ xong được cái phần đường bao thấy của cái hình chiếu cạnh. Còn phần đường bao khuất. Phần đường bao khuất thì các bạn hình dung là chúng ta sẽ có cái đường sinh này. À đây, lúc nãy chúng ta sót cái đường sinh này. Đường sinh đáy của cái bán trụ. Chỗ này có một quan hệ dòng nữa. Chúng ta chuyển sang cái nét khuất. Thì ở đây cái đường sinh đáy này nếu bình thường cho đục xuyên từ đằng trước ra đằng sau thì cái đường sinh này nó sẽ chạy xuyên suốt như này. Đấy. Ở đây tôi bật cái nét khuất này cho nó dày lên, các bạn theo dõi cho nó dễ. Đấy, đây chính là cái phần đường sinh ở cái đáy của cái bán trụ. Thế nhưng mà vì đây chúng ta còn đục thêm một cái lỗ chữ nhật đục từ trên xuống nữa. Thế cho nên là nó sẽ xuất hiện cái giao tuyến. Thì cái dạng giao tuyến này là một trong ba cái dạng giao tuyến mà chúng ta hay gặp thì ở trong các cái video trước trên kênh thì tôi còn nói đều cập qua rồi. Đây là dạng giao tuyến của lỗ chữ nhật giao vào cái trụ chiếu đứng. Đấy. Thế thì cái giao tuyến của nó các bạn hình dung là cái phần đỉnh của giao đây này. Nó đoạn này. Còn hai cái phần giao, cái này nó trùng vào nhé. Cái cạnh hai cạnh bên của cái lỗ rộng hình chữ nhật này là nó trùng với nét đất này, để cho trùng luôn này thì đường dòng đây nó là hai cạnh này. Đấy. Như vậy tức là cái nét đất này nó không chạy suốt mà nó chạy đến cái đoạn giữa này thì gặp cái lỗ rộng đục từ trên đục xuống đúng không, thì nó sẽ để lại cái giao tuyến đi lên theo đúng cái phần dạng giao đi sang bên này đi xuống
rồi lại đi sang bên kịch, sang bên phía bên kia. Đấy, đấy là cái phần giao tuyến của nó. Và cái lỗ rỗng này thì nó đục xuyên xuống dưới cái phần phía dưới đáy này, đục xuyên xuống dưới đáy, nó gặp cái đường hầm thì nó dừng lại. Đấy, thì đây là chúng ta sẽ lấy cái nét đất để chúng ta tô. Thì cái lỗ rỗng đây đục từ đục xuyên từ trên xuống đúng không? Cái giao tuyến của chúng ta sẽ như này. Đấy, hai cái G của cái lỗ chữ nhật đấy, đục từ trên xuống, đây là phần giao tuyến đây. Hai cái màu con này là hai cung cung cong. Hai cung cong. Thế và đương nhiên là sau khi đục xong chúng ta phải xén. Gọi lệnh TR đây. Chọn hai cạnh này là biên xén, xác nhận và xén phần giữa đi. Đấy, thì cái giao tuyến ở trên cái hình chiếu cạnh của chúng ta nó sẽ chạy như vậy. Chạy sang đây này, lên này, sang đây này, xuống, sang đây. Đấy thì cái hình chiếu cạnh ta vẽ xong được cái phần đường bao thấy và đường bao khuất rồi. Thì chúng ta sẽ xóa toàn bộ các cái đường gióng này đi. Đây, đây là cái hình chiếu cạnh. Chúng ta bổ sung thêm các cái nét đường trục vào. Đấy, bổ sung thêm cái nét đường trục vào. Đây các bạn nhìn thấy rằng là cái hình chiếu cạnh nhìn từ bên trái sang nó như này, chưa? Thế và sau đó thì chúng ta sẽ vẽ cái hình cắt đứng và cắt cạnh phối hợp. Vẽ hình cắt đứng và cắt cạnh phối hợp. Thì ở đây chúng ta sẽ xác định cái phần gạch mặt cắt để chúng ta tiến hành vẽ các cái hình cắt phối hợp. Khi vẽ hình cắt đứng phối hợp, các bạn sẽ tưởng tượng là chúng ta bổ 1/4 này, bỏ nó đi. Thì trục đối xứng ở đây sẽ được sử dụng làm đường phân cách giữa hình chiếu bên trái và hình cắt bên phải. Thì cái phần hình cắt phối hợp của chúng ta này, thì sau khi bỏ cái phần này đi, bỏ 1/4 này đi, hình cắt đứng phối hợp nhé. Thì cái G phía trước, cái phần G thấy này, G thấy này, đấy, nó chính là cái cạnh này này. Thì bổ nó đi, thì nó sẽ mất. Thế nhưng mà cái phần G phía sau nét khuất này, nó trùng với phía trước này, lúc này nó sẽ khuất này sẽ lộ ra. Cho nên là cái thằng này này, sau khi nó bổ 1/4 góc trước này, tưởng tượng nó mất đi, thì cái phần G khuất ở phía sau nó sẽ lộ ra. Cho nên nét này thành nét đứt. Còn những cái nét khuất này, đấy, thì nó sẽ chuyển thành nét thấy. Tức là cái phần thịt bị mặt phẳng cắt cắt qua đấy, chuyển thành nét thấy. Ở đây chỗ này là nét thấy đấy. Cái này thì chúng ta thấy đến trục này thôi. Đấy. Và như vậy thì cái phần gạch mặt cắt của chúng ta các bạn sẽ hình dung ngay, tức là nó là cái phần này. Thì chúng ta chuyển sang layer hack. Ký hiệu vật liệu đây. Các bạn gọi lệnh ký hiệu vật liệu ở trong két. Lệnh tắt là lệnh hát. Các bạn chọn cái mẫu vật liệu ở trong mục Swatch. Kích vào đây. Nó có mấy cái tab. Đây thì cái tab Other Predefined là nhiều mẫu ký hiệu nhất. Gồm có mẫu ký hiệu tường gạch, bê tông, cốt thép, đấy, rồi cát vân vân. Thì ở đây gạch mặt cắt ở trong cái phần vẽ kỹ thuật để chúng ta chọn mẫu ANSI 31 là cái mẫu gạch mặt cắt tổng quát. Ok. Các bạn kích vào Edit Point. Kích ở đây. Để chọn cái vùng cần ký hiệu vật liệu. Các bạn kích chuột trái vào bên trong cái vùng cần gạch mặt cắt. Ở đây thì nó sẽ tính biên, thì chỗ này đây chúng ta có một cái biên này.
Cái nét này nhìn là nét đứt thôi, à, nét chống gạch, cả nét khuất thôi, nhưng mà thực tế nó vẫn tính đây là cái biên liền. Đấy thì các bạn chỉ kích vào đây, các bạn mới chỉ gạch được chỗ này, chúng ta phải gạch cái bên này nữa, thì kích thêm vào phía bên này nữa thì nó mới chọn toàn bộ cái vùng bên trong này. Sau khi chọn xong cái vùng cần ký hiệu vật liệu, các bạn ấn cách, quay lại cái bảng lúc đấy và kích vào preview để xem trước. Đấy, thì nếu các bạn thấy ưng cái tỷ lệ này rồi thì các bạn ấn Enter để xác nhận. Còn nếu không, các bạn ấn cách để quay lại cái bảng lúc nãy và thay đổi cái tỷ lệ của cái mẫu hack này ở trong mục Scale. Ví dụ các bạn muốn là nó sẽ gạch mặt cắt dày hơn một chút thì các bạn để 0.7 chẳng hạn. Các bạn lại xem trước. Đấy, thấy nó dày hơn rồi thì ấn Enter xác nhận là xong. Đấy, thì đây là ký hiệu gạch mặt cắt. Ta vẽ cái hình cắt đứng phối hợp thì phần gạch mặt cắt là phần này. Đương nhiên là hình cắt đứng phối hợp thì theo chúng ta lý thuyết đã học thì những nét đứt nào lộ ra bên phần hình cắt thành nét thấy thì bên phần hình chiếu các bạn phải xóa đi. Đấy, như vậy là ta vẽ xong cái hình cắt đứng phối hợp. Tương tự với hình cắt cạnh. Trục đối xứng lúc này cũng là đường phân cách giữa hình chiếu và hình cắt. À, với hình cắt cạnh thì chúng ta bổ 1/4 cái chỗ này, tưởng tượng nhé, là bổ góc này đi thôi. Và chúng ta nhìn từ phía bên tay trái nhìn sang. Như này. Thì lúc này à, các bạn sẽ hình dung là những cái nét thấy này, đúng không? Nó có những cái phần đối xứng ở phía sau. Đây này, cái nét thấy này này, nó là cái G này và G này. Thì nó có cái phần đối xứng ở phía sau này, là nét khuất thì nó bị nét thấy này đè lên. Nhưng khi bổ 1/4 thì những cái nét thấy phía trước này nó mất đi thì những nét khuất này nó sẽ lộ ra. Như vậy thì chỗ này sẽ thành nét khuất. Ở đây sẽ thành nét khuất này. Cái này thành nét khuất này. Còn các cái phần độ rộng ở phía trong, khi chúng ta gạch mặt cắt gạch qua, nó sẽ chuyển thành nét thấy. Tức là đoạn này này thành nét thấy. Nếu các bạn tưởng tượng chuẩn xác thì nó sẽ như thế này. Và cái phần gạch mặt cắt của chúng ta thì ở đây chắc chắn là các bạn sẽ hình dung ngay ra nó là cái phần này. Đấy. Còn phần trên đây là cái phần trụ này. Cắt qua lỗ rỗng, đúng không? Thì cái đoạn gạch mặt cắt chúng ta chỉ từ đây đến đây thôi. Đấy, vậy thì đây ta chọn layer hack, gọi lệnh hát, lệnh tắt của lệnh hack, kích vào add big point, chọn cái vùng cần hack, ấn cách xác nhận, kích vào preview, nếu thấy đúng rồi thì ấn enter để kết thúc lệnh. Đấy. Và sau khi chúng ta vẽ xong được cái phần mặt cắt, cái hình cắt ở trên hình chiếu cạnh đây, thì theo quy luật đơn giản hóa, những nét đứt nào thấy ở bên phần hình hình chiếu rồi, à hình cắt rồi, thì bên phần hình chiếu xóa đi. Đấy, như vậy là chúng ta vẽ xong được cái hình cắt cạnh phối hợp và hình cắt đứng phối hợp. Đấy. Thì còn một cái bước còn lại đây là chúng ta tiến hành ghi kích thước ở trên các hình chiếu.
Thì nếu như chúng ta muốn ghi kích thước thì chúng ta phải tạo cái kiểu kích thước trước đã. Thì để tạo cái kiểu kích thước thì chúng ta gọi lệnh dim style manager. Lệnh tắt nó là lệnh D. Lệnh D. Ở đây thì do bản vẽ này tôi đã vẽ ở trên một cái nền bản vẽ khác có sẵn, cho nên nó đã có sẵn một số những kiểu kích thước rồi. Thế còn ban đầu nếu các bạn mà chúng ta mở cái file bản vẽ mẫu theo như là cái video bài giảng lần trước, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ chỉ có kiểu kích thước ISO 25 thôi. ISO 25. Thì ở đây chúng ta muốn tạo một kiểu kích thước mới hoặc là hiệu chỉnh kiểu kích thước ISO 25 thì các bạn chọn kiểu ISO 25 và các bạn kích vào New. Đấy, thì nó sẽ tạo ra một kiểu kích thước mới dựa trên cái kiểu ISO 25, nó ghi là copy of ISO 25. Đấy. Và các bạn kích vào Continue để các bạn tạo một kiểu kích thước dựa trên kiểu ISO 25 đấy. Còn nếu như các bạn không cần tạo một kiểu kích thước mới, các bạn dùng ngay kiểu ISO 25 này, thì các bạn kích kiểu ISO 25 này và các bạn kích vào phần Modify. Đấy, Modify. Thì trong cái phần kiểu kích thước này đây, thì những cái video trước thì tôi mới hướng dẫn các bạn sơ qua một chọn một số những cái thông số để tạo thành cái kiểu kích thước chuẩn. Nhưng tôi chưa nói cụ thể về các cái nội dung các thông số đấy. Thì bây giờ tôi sẽ nói cụ thể luôn. Trong cái bảng hiệu chỉnh kiểu kích thước chúng ta có mấy cái tab cần lưu ý. Đầu tiên đó là tab line. Tab line này thì nó sẽ đề cập đến các cái đường dimension line là đường kích thước. Đây, cái đường nằm ngang này, cái đường kích thước này. Song song với phần đoạn cần ghi kích thước đấy. Và đường extension line là cái đường dòng. Là hai cái phần đường dòng từ cái phần đường cái đoạn cần ghi kích thước dòng ra. Đấy, thì trong phần dimension line nó sẽ có các mục color là màu sắc, line type là dạng đường, line width là bề dày nét. Thì những cái này như tôi đã nói là các bạn để hết by layer. Để hết sang by layer. Extension line cũng vậy. Chuyển hết sang by layer hết. Đấy. Ngoài ra thì ở trong cái mục Dimension Line các bạn sẽ thấy có cái một số những cái mục ở đây ví dụ như là Extend Beyond Thick. Cái mục này hiện giờ nó bị mờ. Mục này nó chỉ sáng lên khi các bạn chọn cái dạng đầu mũi tên này là cái gạch nghiêng 45 độ. Còn nếu các bạn để cái đầu mũi tên đây là dạng thuôn và đặc như thế này thì mục này nó sẽ bị mờ đi, không có. Mục baseline spacing này là nó giới hạn cái khoảng cách giữa hai đường kích thước khi các bạn ghi kích thước theo kiểu dim baseline. Và khoảng cách đấy sẽ là bằng 7. Chúng ta học lý thuyết thì khoảng cách giữa hai đường kích thước nó sẽ cách đều nhau và từ rơi từ 7 đến 10 mm. Thì chúng ta sẽ chỉnh cái giá trị baseline spacing này bằng 7 là hợp lý, không phải thay đổi. Lát nữa khi các bạn ghi kích thước dim baseline tôi minh họa, các bạn sẽ thấy cái giá trị này nó sẽ hiển thị như thế nào. Còn mục subtract này bỏ cái đường dim line đi thì các bạn không tích vào nhé. Các bạn để nguyên để không tích vào. Ở đây cái mục extend beyond dim line, cái phần này nó để là một, nó chính là cái phần nhô ra của cái đường extension line so với cái đường đường kích thước. Mặc định ở đây thì nó để đây là một, tức là nó sẽ nhô ra so với đường kích thước 1 mm. Thì ở đây không vấn đề gì, các bạn để nguyên cũng được. Cái giá trị offset from origin này, cái này một, tôi tăng cho các bạn xem này, tăng lên 5 này, các bạn thấy nó sẽ dài hẳn lên này. Đấy, thế đây tôi để một thôi, để mặc định. Cái offset from origin tức là từ chân của cái đường dòng này tới cái phần đường bao đoạn là cần cái kích thước ấy, nó bằng bao nhiêu? Mặc định để không thì đường dòng đây nó sẽ chạm luôn vào đường bao. Đấy, thì chúng ta đây chúng ta để cho nó cách ra một khoảng. Ví dụ như bên đây 0.5 này chẳng hạn. À, đây nó hơi bé các bạn chưa nhìn thấy nhá, tôi tăng lên là 3 các bạn sẽ thấy ngay. Đấy, thì những cái này nó sẽ cách cái đường bao thấy một đoạn. Thế đây thì chúng ta để cho nó cách đường bao thấy một đoạn cũng được, để cho nó thành bằng 0.5. Không cho chạm sát vào đường bao thấy cũng được.
Còn ở đây chúng ta có mục fixed length extension line, có nghĩa là nếu kích vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là cái đường extension line này lúc này nó sẽ co ngắn lại, nó dài bằng đúng cái giá trị các bạn đặt ở đây. Dù là các bạn bắt điểm ở chỗ nào chẳng nữa thì cái đường extension line này nó cũng sẽ co lại chỉ còn bằng đúng cái giá trị mà các bạn đã nhập ở vị trí này. Ví dụ các bạn nhập 3 thì nó sẽ dài đúng bằng 3. Nhập 5 thì cái đường extension line này nó dài đúng bằng 5. Đấy, nó sẽ cái giá trị này nó sẽ cố định luôn. Thì ở đây cái này các bạn không nên tích vào. Các bạn kệ nó. Đấy là mục line. Mục symbol and arrow là các cái ký hiệu và cái đầu mũi tên. Thì cái đầu mũi tên chúng ta học đó là đầu mũi tên dạng thuôn và đặc, dạng close field. Cái này thì là dùng để biểu diễn các cái bài vẽ vật thể, các bài vẽ liên quan đến các chi tiết máy, chúng ta hay dùng cái đầu mũi tên này. Còn nếu các bạn làm các bài tập liên quan đến phần bản vẽ nhà thì các bạn sẽ chọn cái dạng mũi tên là architectural tick này. Đấy, tức là cái thay mũi tên bằng cái gạch nghiêng 45 độ. Thì cái này khi các bạn chọn sang architectural tick này thì quay lại mục line, các bạn sẽ thấy mục extend beyond tick này nó sáng lên. Và các bạn có thể nhập cái giá trị này, ví dụ 5. Các bạn sẽ thấy rằng là cái đường kích thước của bạn nó sẽ vượt ra ngoài cái phần gạch nghiêng 45 độ này bằng 5 mm. Đấy, cái này thì tùy chọn thôi. Mặc định ở đây thì tôi cứ để đây là không, tôi không thay đổi làm gì. Đấy. Đấy là nói về cái phần đầu mũi tên. Thì đối với bản vẽ chi tiết máy chúng ta để là close close field nhé. Leader này là của các cái phần đường dẫn. Các bạn dùng cái lệnh leader các bạn ghi thì cái đầu mũi tên này các bạn cũng được chọn được cái dạng đầu mũi tên này. Thì tôi vẫn để close field thôi. Arrow size là kích cỡ đầu mũi tên là 2.5, không vấn đề gì, để nguyên. Center mark đường tâm 2.5 để nguyên. Arc length symbol là arc length symbol này các bạn cũng để nguyên cho tôi. Không thay đổi gì cả. Nó là cái ký hiệu của cái phần cung. Khi các bạn đo kích thước cung tròn thì cái phần con số kích thước này nó sẽ đặt được cái vị trí nào, nó ký hiệu như thế nào thì nó chính là giới hạn bởi cái biến này. Đấy, thì ở đây chúng ta không có, cho nên là chúng ta cũng không quan tâm. Các bạn cứ để mặc định là preceding dimension text là được. Cái này nó là cái cung vòng này này. Ở bên trên con số đo độ dài cung nó sẽ có một cái nét vòng này để thể hiện đây là độ dài của dây cung này. Cái radius dimension jog đây là cái góc nghiêng của cái đường kích thước ghi theo dạng zích zắc. Cái này thì bạn cũng không quan tâm đâu. Các bạn xem ở trong phần bài tập lần số 2 có ghi có cái đường kích thước ghi theo dạng dimension jog đấy. Thì cái này nó sẽ giá trị của nó nghiêng 45 độ, đây là khoảng cách cái đường chéo giữa hai cái đường của cái đường zích zắc đấy. Nó có một cái đường nối chéo đấy, góc nghiêng nó là 45 độ. Đây, cái này các bạn không ít gặp, các bạn bỏ qua để nguyên. Trong cái mục text đây thì cũng có text appearance, tức là con số kích thước đấy. Thì các bạn chọn text style là phông chữ ở đây. Thì các kiểu chữ ở đây thì các bạn nếu đã tạo ra sẵn những kiểu chữ kích thước, kiểu chữ ghi chú thì nó sẽ hiển thị ở trong cái mục này. Còn nếu các bạn chưa tạo, các bạn kích vào dấu ba chấm này, nó sẽ mở bảng tạo kiểu chữ và các bạn có thể chọn tạo kiểu chữ mới ở đây để apply chọn cho cái text style này. Cái text color này các bạn chọn cho tôi là bilayer. Đấy. Còn fill color này các bạn để none. Nếu fill color này, nếu các bạn để bilayer nó sẽ tô con số kích thước này như này, không nhìn thấy gì. Chúng ta để none đây. Cái text height tức là chiều cao. Chiều cao của con số kích thước đây thì mặc định thông thường chúng ta cũng để là 2.5. Với bản vẽ A4 hoặc A3 tỷ lệ 1:1, các bạn để là 2.5. Cái fraction high scale này, cái mục này thì liên quan đến cái phần liên quan đến cái tỷ lệ chiều cao. Thì tỷ lệ chiều cao của cái phần
phần này các bạn không cần để ý, cái mục này nó sẽ sáng lên khi các bạn tích ở cái phần liên quan đến ghi các cái phần zoom size, thì các bạn bỏ qua cái phần này cũng không cần quan tâm nhé. Draw frame around text này, nếu các bạn tích vào đây thì nó sẽ đóng khung cái phần con số kích thước này lại. Cái này thì thường hay dùng trong bản vẽ cơ khí, còn đối với bản vẽ xây dựng kiến trúc hiện tại ít khi dùng. Text placement tức là cái vị trí của con số kích thước đấy, thì theo chiều vạt dọc vertical này thì nó nằm bên trên đường kích thước để ở bon, đúng rồi. Còn theo chiều ngang horizontal thì nó nằm ở center, tức nằm chính giữa, đúng rồi, các bạn để nguyên không thay đổi. Cái offset from dim line, cái này là khoảng cách từ chân của con số kích thước đến đường kích thước. Để đây là 1,5. Nếu các bạn để là 0 thì con số kích thước sẽ chạm luôn vào đường kích thước. Cái này là không đúng. Đấy, chúng ta thường ta sẽ để cách tầm khoảng. Ví dụ các bạn để 1 hoặc 1,5 đều được. Đây tôi để 1 chẳng hạn. Thế còn cái text alignment. Cái text alignment này thì nếu các bạn để horizontal thì con số kích thước này lúc nào nó cũng nằm ngang hết, là không đúng. Chúng ta phải chọn hoặc là align, tức là song song theo đường kích thước, hoặc là thường chúng ta vẽ theo ISO, chúng ta hay chọn ISO standard như thế này. Đấy, ok. À, đấy là cái phần text, các bạn chọn một trong hai này nha. Mục fit, mục fit đây thì đó là bố trí con số kích thước của chúng ta nó sẽ nằm ở đâu khi các bạn ghi kích thước. Nếu như mà đây các bạn sẽ thấy là nếu như không có đủ chỗ để đặt cả con số kích thước và mũi tên giữa bên trong hai cái đường gióng, thì đối tượng đầu tiên sẽ được đưa ra ngoài hai đường gióng. Đây sẽ là gì? Thì nó sẽ cho các bạn lựa chọn hoặc là con số hoặc là mũi tên, tùy vào cái nào nó phù hợp. Còn đây là mặc định lúc nào cũng đưa mũi tên ra ngoài. Đây là đưa text ra ngoài, hay đưa cả mũi tên cả text. Hoặc đây là luôn luôn giữ con số chữ, con số kích thước này giữa hai đường dọc. Thì đây thông thường chúng ta cứ để either cho cat nó tự chọn cái nào phù hợp nhất. Thế còn text placement, tức là nếu như con số chữ kích thước này không nằm ở vị trí mặc định thì đặt nó ở vị trí nào. Đấy, cái này thì thường là sẽ để là beside, bên cạnh đường dimension line. Và nó sẽ có nó chỉ để bên cạnh đường dimension line này thôi. Còn nếu kích vào Over Dimension Line with Leader thì nó sẽ có một cái đường dẫn lên trên và nó sẽ ghi cái con số kích thước ở bên trên. Đây thì thường những cái này các bạn ít gặp thì các bạn cứ để beside cũng được, để mặc định thôi. Cái phần Scale for Dimension Feature này thì các bạn lưu ý rằng là chúng ta có cái phần Use Overall Scale này. Cái này mặc định để bản vẽ tỷ lệ 1:1 các bạn để 1. Còn nếu bản vẽ tỷ lệ 1:50 thì các bạn sẽ gõ 50. Cái này nó sẽ nhân toàn bộ các cái chiều cao con số kích thước, rồi mũi tên, rồi đường gióng, khoảng cách vân vân này, nhân lên 50 lần. Nếu các bạn vẽ theo tỷ lệ 1:50 để cho nó hiển thị cho nó đúng. Đây chúng ta vẽ tỷ lệ 1:1 các bạn để 1 thôi. Còn cái fine tuning này thì đây các bạn tích vào cái phần draw dim line between extension line thì lúc nào nó cũng sẽ vẽ cái đường gióng, đường kích thước này giữa hai đường gióng. Để đảm bảo là lúc nào cũng vẽ cái đường kích thước này chứ không loại bỏ. Còn nếu các bạn kích vào Place Text Manually này, thì bình thường khi bạn đi thì cái text nó mặc định nó sẽ để ở chính giữa. Nếu bạn kích vào đây là các bạn sẽ phải thêm một cái bước nữa là các bạn chọn vị trí cái text, cái đường con số kích thước nằm ở đâu. Nếu các bạn không cần tích vào đây, nếu tích vào đây nó mất thêm thời gian ta phải chọn. Đây là mục Fit. Còn mục Primary Unit thì đây là đơn vị. Trong này thì các bạn chọn cho tôi cái phần Unit Format. Đây nó mặc định đây là chỉ các bạn chọn cho tôi là decimal nha. Và precision làm tròn đây là các bạn lấy cho tôi là 0. Chúng ta không đơn vị mặc định của con số kích thước là mm và không lấy phần thập phân. Các bạn chọn về 0 cho tôi nha. Ở đây cái này nó hiển thị R13.4, nó không thay đổi. Đấy là vì trong cái kiểu kích thước này tôi có đặt thêm hai cái tùy chỉnh liên quan đến đường kính và bán kính riêng, thì tôi đáng này mặc định nó không có đâu, thì tôi đặt thêm riêng, tôi phải hiệu chỉnh riêng cho hai thằng này thì nó mới hiệu chỉnh liên quan đến cái này được. Thì cái này các bạn kệ đấy, mặc định các bạn để unit
format là decimal và precision là không, thì nó sẽ không lấy cái phần thập phần phía sau. Thế còn những cái mục khác ở đây các bạn bỏ qua, các bạn không quan tâm. Cái scale factor này thì thực ra là nếu các bạn vẽ các cái bản vẽ có cái tỷ lệ ví dụ 1:2 hay là 1:50 thì cái scale factor này nó cũng sẽ ứng dụng. Có một số trường hợp vẫn ứng dụng, nhưng mà thực ra chúng ta ít khi chúng ta dùng đến cái scale factor này, cho nên là thôi, tôi cũng không nói kỹ, các bạn cứ mặc nhiên để nó là một. Còn các mục alternate unit với cả cái mục tolerance này thì các bạn không dùng. Đấy, mặc định cứ để nguyên si đấy. Cái này thì thường là nếu các bạn làm việc với các cái bản vẽ liên quan đến vẽ cơ khí thì các bạn mới dùng đến hai cái tab này. Còn đây chúng ta không dùng đến hai tab này khi vẽ xây dựng và vẽ kiến trúc. Như vậy là tôi đã nói qua về các cái tab các bạn, nội dung của các cái mục cần hiệu chỉnh là gì và giá trị cần đặt vào đấy là bao nhiêu thì hợp lý. Thì sau khi các bạn đã hiệu chỉnh đúng theo những cái thông số đấy thì các bạn kích vào OK. Đấy thì kiểu kích thước của bạn là sẽ hiệu chỉnh xong và các bạn có thể dùng để ghi kích thước. Kích vào Close. Thế và để ghi kích thước thì các bạn gọi toolbar dimension ra, kích chuột phải vào đây, chọn ở cat, chọn dimension, các bạn lôi toolbar dimension này ra. Đấy, để các bạn tiến hành ghi kích thước. Chúng ta chọn sang layer kích thước. Đấy, và ở đây thì toolbar dimension các bạn sẽ thấy nó sẽ có các cái lệnh dùng để ghi kích thước, ví dụ linear, align, đây là lệnh ghi kích thước đoạn thẳng, arc length là ghi độ dài dây cung, đấy, coordinate này là ghi kích thước, ở đây là các cái vị trí những cái điểm bất kỳ, cái này thì ít dùng thôi. Radius bán kính, jog là ghi theo kiểu bán kính của những cái cung tròn có cái tâm nằm ngoài cái giới hạn bản vẽ đấy. Diameter đây là đường kính, angular đây là góc, rồi đây là quick dimension này là ghi kích thước này là dựa trên cái dimension các bạn edit ngay tại chỗ, các bạn hiệu chỉnh ngay tại chỗ, cái này không cần quan tâm. Các bạn có cái baseline và cái continue này, đây là hai cái đường kích thước, cái kiểu ghi kích thước mà các bạn cũng sẽ hay dùng. Đấy, thì đây là một số những cái lệnh ghi kích thước các bạn cần là chú ý ở trên cái thanh toolbar dimension. Thì tôi áp dụng luôn vào đây, tôi ghi kích thước của các cái hình này. Thì ví dụ ở đây chúng ta cần ghi kích thước trên hình chiếu đứng trước. Thì để ghi kích thước đoạn thẳng, các bạn kích vào cái phần linear, dim linear này. Các bạn nhớ chọn sang layer kích thước nhé. Kích vào dim linear. Đấy. Các bạn sẽ ghi kích thước, ví dụ đây tôi ghi kích thước đây cần có cái chiều cao của G này bao nhiêu đúng không? Cái chỗ này thì nhô ra các bạn nhớ là nó cách đây khoảng 7 đến 10 mm. Chỗ này thì các bạn muốn cách khoảng cách của nó là bao nhiêu thì các bạn áng chừng chỗ này nhá. Áng chừng thôi. Khoảng 7 đến 10. Thì các bạn có thể đo cái khoảng cách này xem nó bao nhiêu. Đấy đây, ví dụ đây tôi để này là 7 này. Đấy thì cái dim linear là dùng để đo độ dài đoạn thẳng. Các bạn kích vào cái biểu tượng linear, sau đó các bạn kích vào hai đầu mũi của đoạn thẳng cần đo kích thước, các bạn kéo ra đây, chọn cái vị trí đặt cái đường kích thước ở đâu nhé. Đấy là dim linear. Thế còn dim align, dim align thì dùng để đo đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng bất kỳ. Dim linear này chỉ đo theo hai phương là song song với trục x và trục y thôi. Ví dụ giả sử nhé, cần đo độ dài đoạn này, nếu các bạn dùng dim linear các bạn sẽ không đo được, tại vì nó chỉ đo hai cái cạnh góc vuông thôi. Đấy, bạn đo hai điểm này nó không đo cái đường chéo. Nếu giả sử phải vẽ đo cái chữ đường chéo thì lúc này các bạn phải dùng dim align, thì lúc nào nó sẽ đo song song như thế này. Đấy thì cái này hay dùng trong bản vẽ nhà nhiều hơn, trong bản vẽ
chi tiết như này, chúng ta không đo cái đường chéo này kiểu như thế này, mà chúng ta bắt buộc là muốn đo cái đường chéo này thì chúng ta phải ghi kích thước của hai cạnh góc vuông, đúng không? Đo kích thước của hai cạnh góc vuông này. Đấy, chứ không ai đi đo kích thước đường chéo này cả. Đấy là dim align và dim linear nó khác nhau một chút nhé. Đấy thì chúng ta dùng cái đường dim linear này để chúng ta đo các cái kích thước cần thiết. Ví dụ ở đây này, dim linear này. Đấy thì cái rãnh này cao bao nhiêu này. Ở trên này thì tôi sẽ kết hợp ghi cả kích thước trên hình chiều đứng và hình chiều cạnh. Rãnh này cao 8 này. Đấy, chỗ này cao 20 rồi này. Còn cái nào nữa không? À, hết rồi đúng không? 8, 20 này. À, cái phần rãnh ở phía trên này thì các bạn có thể ghi sang cái phần hình chiều đứng, tức là ghi ở phần này, hoặc là các bạn ghi ở phần hình chiều cạnh cũng được. Ở đây thì tôi sẽ ghi ở phần hình chiều đứng. Đấy, chỗ này là 10. Thế và chiều cao tổng. Cái trình tự khi các bạn tiến hành ghi kích thước thì các bạn có thể xem trong cái video hướng dẫn cách ghi kích thước sao cho nó vừa đủ, không thừa không thiếu. Ở đây thì tôi dựa trên những cái kích thước đã có sẵn này thì tôi ghi một lượt tất cả những cái kích thước trên hình chiều đứng, sau đó tôi ghi trên hình chiều bằng. Đấy, chứ tôi không phân tích lại là ghi kích thước theo các cái bước như thế nào nữa, đúng không? Hoặc là nếu không thì chúng ta vẫn ghi kích thước theo từng trình tự, theo từng bước được cũng được, tùy các bạn. Đấy thì ở đây chỗ này đây là 10 này, cái rãnh này là 10 này, thì dứt điểm nó luôn để các bạn ghi đây kích thước này, còn có cái phần rộng của nó là bao nhiêu, đúng không? Rộng này các bạn có thể ghi ở đây là 20, hoặc nếu bạn nào không thích thì ghi ở đây. Nếu đã ghi ở đây rồi thì không ghi đây nữa, tránh lặp lại kích thước nhé. Đấy, như vậy cái rãnh này thì dài thì nó đâm xuyên suốt, không có chiều dài. Đấy, cao là 10, rộng 20 là xong này. Cái phần đế này thì đây là phần 20 này, thì nó sẽ kết hợp với cả cái phần kích thước của kích thước bao này này, 46 này. Đấy, thì 46 trừ 20 các bạn sẽ ra được cái cạnh ở đoạn giữa này. Chứ chúng ta lại không ghi như này. Đây là chuỗi khép kín kích thước, không được phép ghi. Đấy, nếu ghi này là sai, mà bắt buộc là các bạn phải ghi kích thước bao và các bạn để lại một trong hai kích thước này thôi. Trong trường hợp này tôi chọn là hai kích thước này thôi. Kích thước bao, chiều cao tổng và kích thước 20 này. Thế còn cái cạnh này này. Cạnh này thì các bạn lưu ý là chúng ta cũng không ghi theo kiểu này vì đây là hình đối xứng, mà chúng ta sẽ ghi kích thước của đoạn này 76 và kích thước của đoạn này 96. Thì 96 chia 76 chia đôi thì các bạn sẽ ra được là 10. Ta không phải ghi ở phía bên này, nó lệch. Ghi đối xứng ta ghi lồng vào nhau nhé. Đây là cái phần này là xong này. Ngoài ra thì trên hình chiếu đứng này thì cơ bản các cái kích thước này trên hình chiếu đứng này là đủ rồi. Còn có cái bán kính của cái này thôi. Bán kính đây là dim radius. Kích vào cái đường cần ghi bán kính. Đấy, R23. Rồi. Bây giờ dưới hình chiếu bằng. Hình chiếu bằng đây thì các bạn ghi kích thước của hai cái đoạn này thôi. Phần này này, các bạn cố gắng gióng nó thẳng hàng. Đứng với bằng này, cái đường kích thước nó phải thẳng hàng như này. Đây là 34. Và chiều sâu tổng này 60. Đấy, kích thước này nó lồng vào nhau này. Ghi đối xứng lồng vào nhau này thì nó hợp lý. Ở đây cái lỗ rỗng ở giữa này chúng ta chưa ghi kích thước.
Kích thước của lỗ rỗng ở giữa đây thì dài bao nhiêu và rộng bao nhiêu? Dụ đây là dài, à đây là chiều rộng này, chiều sâu của nó này. Chiều sâu này các bạn có thể ghi bên trong này, hoặc là các bạn đẩy nó ra bên ngoài, các bạn ghi bên ngoài này cũng được. Đấy, như vậy là ở đây tôi bắt điểm nhầm. Cái này chỉ cần không lưu ý bắt điểm nhầm là sẽ bị kích thước nó sẽ bị sai ngay. Đấy, 40 26. Đấy, cái này là 34 60. Rồi. À, cái rãnh này rộng 20 ở đây này. Trên này hình chiếu bằng này thì bây giờ tôi ghi trên hình chiếu cạnh, tôi không ghi nữa này. Đấy, như vậy là xong rồi. Kích thước bao dài đây, rộng đây, cao đây, đủ rồi. Đấy thì đây là các cái lệnh cần ghi kích thước dùng trong tool 3 dimension. Các bạn lưu ý rằng là có hai cái dim continue và dim baseline, thì nói qua luôn thế nào là dim baseline. Để tôi minh họa trên cái hình này nha. Dim baseline có nghĩa là như thế này, chúng ta ghi một kích thước như này, thì sau đó người ta kích vào dim baseline thì người ta cái dim baseline nó sẽ lấy một cái đường kích thước ở đường gióng này làm cái đường base, từ đó nó đo ra. Đấy, đây là dim baseline. Và cái dim baseline này thì khoảng cách giữa hai đường kích thước này, cái giá trị này nó chính là bằng 7. Đấy, các bạn vào đây trong modify các bạn nhìn thấy ở trong cái tab đầu tiên, tab line, thì cái baseline spacing bằng 7 thì nó chính là bằng đúng cái khoảng cách này là 7 đây. Khoảng cách giữa hai đường kích thước trong cái cách ghi dim baseline. Đấy. Các bạn đặt là 10 thì cái chỗ này nó sẽ rộng lên thôi. Đấy, đây là dim baseline. Còn dim continue thì nó khác. Dim continue đây, tôi xóa này đi nha. Continue tức là nối tiếp, kích thước nối tiếp. Đấy, các bạn kích vào dim continue này. Thì khi các bạn kích được cái dim continue này thì mặc định nếu các bạn đã ghi kích thước một kích thước nào đó phía trước thì két nó sẽ tự chọn cái đường gióng để làm cái đường để làm cái mốc để đo kích thước tiếp. Còn nếu trước đó các bạn không ghi kích thước nào thì khi các bạn kích vào dim continue nó yêu cầu các bạn chọn một cái đường gióng nào đó, một đường gióng của kích thước nào đó làm cái đường mốc đấy. Ví dụ tôi sẽ dim continue theo phía này thì tôi sẽ chọn cái đường gióng bên này, kích vào đấy, xong rồi các bạn bắt đầu đo ra. Đấy, thì đây nó gọi là dim continue, ghi kích thước nối tiếp. Đương nhiên ta không ghi kích thước như này đối với các bản vẽ chi tiết máy, đúng không? Ghi này là sai. Thì đấy là nói sơ qua giới thiệu các bạn dim baseline và dim continue, hai cái kiểu ghi kích thước hỗ trợ nhanh ở trong CAD. Thế còn dim angular cái góc này, đây, kích vào đây. Thì các bạn muốn xem góc này là bao nhiêu độ, các bạn kích vào hai cạnh của góc, kích vào đây, kích vào đây. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng là đây là góc này bằng 69 độ. Đây là dim angular. Đấy. Còn diameter đây thì nó phải là có cả đường tròn cơ. Diameter đây, kích vào. Kích vào đường tròn này. Thì các bạn sẽ thấy đường tròn hoàn chỉnh nó sẽ là phi 50. Còn dim radius này. Radius. Đây. Thì chúng ta vẽ với những cái đường tròn, cung tròn ấy nhỏ hơn bằng 180 độ. Thì chúng ta dùng dim radius thì sẽ ghi là R, chứ không ghi là phi. Đấy. Thì đấy là hướng dẫn các bạn liên quan đến phần hiệu chỉnh cái kích thước và gọi toolbar ra để ghi kích thước. Thế còn cái bài tập này còn có một cái nội dung liên quan, đó là phần vẽ cái hình chiếu trục đo. Vẽ cái hình chiếu trục đo này thì chúng ta sẽ xem ở trong cái phần video sau.
Đấy, chúng ta sẽ vẽ cái hình chữ trục đo này như thế nào. Thì trong CAD nó sẽ hỗ trợ cái phương pháp vẽ hình chữ trục đo vuông góc đều. Còn hệ vuông cân, hệ xiên góc đứng cân thì nó không được hỗ trợ tối ưu bằng. Đấy, thì cái này đã vẽ bằng hệ vuông đều. Trong video sau chúng ta sẽ làm quen cái cách vẽ cái hình chữ trục đo như này.